Vâng, xin chào quý vị. Tranh gỗ Bùi Gia lại giới thiệu với quý vị một tác phẩm mà chúng tôi mới hoàn thành xong. Rồi quý vị nhìn thấy trên màn hình thì đây là tác phẩm Tứ Quý, Tùng Cúc Trúc Mai. Hôm nay thì tôi không giải thích với quý vị về ý nghĩa của từng tác phẩm bởi vì đây là một tác phẩm quá quen thuộc rồi, ai cũng đều biết. Và tôi mong muốn là đi sâu vào từng chi tiết, từng những cái nét đục cũng như là những cái bố cục của bức tranh để quý vị có nhiều thời gian thưởng thức hơn về bức tranh. Đầu tiên bên tay phải màn hình là bức tranh Tùng. Tùng đi liền với hạt. Dáng của cây Tùng rất là cằn cỗi và có dáng ngả vào trong, không bị ngả ra ngoài, để quý vị nhìn thấy một cái khung cảnh nó rất là đầm ấm và đầy đủ. Bên cạnh đấy thì cây Tùng chúng tôi làm những cái hốc, những cái vảy hoặc là những cái dải cây tương đối là ngoằn ngoèo và cũng đủ cái chiều sâu để tạo ra cái cảm giác kênh bong lớn hơn. Như quý vị để ý thấy là cái tay của tôi luồn được vào trong, nó cách khoảng độ tầm hơn một phân, hơn một đốt tay rưỡi so với cái nền tranh. Vậy nên là tạo những cái cảm giác rất là thích thú khi mà chúng ta có thể là được sờ mó và cảm nhận ở trên cái tác phẩm. Bên cạnh đó thì hai con hạc cũng như thế, quý vị nhìn thấy là có cái chiều sâu rất là lớn so với cái nền tranh. Đây là tác phẩm Tùng. Bên cạnh tác phẩm Tùng là tác phẩm Cúc. Cúc là đại diện cho mùa thu, đúng không ạ? Cúc có một câu nói về Cúc rất là hay, đấy là diệp bất chi ly, hoa vô lạc địa. Một câu cực kỳ nổi tiếng về bông hoa cúc, tượng trưng cho cái khí phách rất là lớn của người quân tử, đấy là lá không lìa khỏi cành và hoa không rơi xuống đất, không bao giờ chịu khuất phục hai con chim. Những cái đường nét cũng như là các cái chi tiết kênh bong thì chúng tôi đều cố gắng lột tả tốt nhất. Tác phẩm này thì chúng tôi chế tác một vị khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh chính là vị khách thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng của tranh gỗ Bùi Gia. Bên cạnh đó thì chúng ta đến với bức tranh về trúc. Trúc thì tượng trưng cho mùa hè. Dưới trúc thì có cả sen, những cái hai loài hoa tượng trưng cho mùa hè, đúng không ạ? Điều đáng nói và đáng chú ý nhất ở đây thì điểm nhấn trong cái tác phẩm trúc này là một cái cành trúc nó được nghiêng sang bên trái và nó tạo ra một cái độ cong nhất định, và sau đó là chúng tôi moi móc ở cái phần thô đi và sau đó là tạo ra một cái khoảng trống nhìn khá là thích thú, và cái thứ hai nữa là tạo ra một cái khoảng không nhìn rất là bắt mắt ở trên tác phẩm. Bên cạnh đấy thì có một cái cây chồi nó đâm lên và nó cũng tạo ra một cái khoảng trống giữa cái nền tranh cũng như là cái chồi, thành ra là khi quý vị nhìn và trực tiếp sờ thì sẽ có cái cảm nhận là nó có một cái sức vươn lên rất là mạnh, giống như là cái đặc tính của trúc. Và bên ngoài là bức mai. Bức mai cũng được làm rất là cằn cỗi và có những cái bông nở khá là to, đúng không? Mai là tượng trưng cho mùa xuân. Và rất nhiều người yêu thích cái tác phẩm Tứ Quý này. Thành ra là hôm nay tôi cũng mới vừa kịp hoàn thành tác phẩm này và quay lên để quý vị thưởng thức. Và hy vọng một năm mới đến với quý vị sẽ có nhiều điều may mắn và bình an. Sang năm mới chúng tôi sẽ có nhiều những cái mẫu Tứ Quý độc đáo hơn nữa để dành tặng quý vị. Xin chào tạm biệt. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại Quân Bùi 0976 311 833 hoặc Facebook Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin cảm ơn quý vị.